xe máy điện thông minh MBI V-Series đẳng cấp, công nghệ, tinh tế. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam phân phối bởi Decabuy. Xe máy điện MBI, giải pháp thay thế xe máy xăng. Với thông số kỹ thuật và cấu hình, khả năng vận hành vượt trội xe máy chạy xăng. Mô hình chạm sạc hoàn toàn mới và hiện đại, được triển khai quy mô, đổi pin và đi chỉ với 15 giây tại hệ thống các trạm sạc phủ kín trên toàn quốc. Xe trang bị 2 pin lithium ion với dung lượng cao nhất, với công suất 35 ampe và 76V. Động cơ MBI với sự cạnh tranh tuyệt đối cho công suất cực đại lên đến 14.000 kW với 3 chế độ lái khác nhau: Smart, Normal và Sport. Hệ thống phanh đĩa được trang bị trên cả hai bánh trước và sau, tích hợp công nghệ EBS và CBS tiên tiến nhất. Đồng hồ công tơ mét hiển thị điện tử cho toàn bộ các thông số vận hành của xe như vận tốc, tình trạng số, năng lượng còn lại. Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn daylight quanh thân xe công nghệ full LED cho giải sáng trắng tuyệt đẹp, đặc biệt vận hành khi trời tối. Đèn hậu cũng được trang bị giải LED sáng hình chữ M theo đúng nhận diện của thương hiệu MBI của hãng. Xe kết nối không dây một chạm với xe thông qua ứng dụng smartphone, giúp định vị xe, quản lý các thông số vận hành của xe, tình trạng pin, động cơ, kết nối với hệ thống các trạm sạc. Xe máy điện MBI V-Series phân phối độc quyền bởi Decabuy, sắp có hàng trên toàn quốc kể từ quý 2 năm 2019.